đây là những phim của Hollywood, đây cũng là những phim của Hollywood, đây là những phim của Việt Nam, đây cũng là những phim của Việt Nam. Từ đó suy ra là không có phim tệ mà chỉ có người làm phim tệ thôi. Vì vậy hôm nay chúng tôi sẽ làm một video về tất cả những đạo diễn Việt Nam mà chúng tôi tìm hiểu được trên mạng. Giờ thì bắt đầu thôi. Mở bát thì chắc chắn phải kể đến đạo diễn Trần Anh Hùng. Chú này có thể gọi là Chap Boy tại vì đã lấy đi rất nhiều cái đầu tiên của điện ảnh Việt Nam. Lần đầu tiên một bộ phim Việt Nam có đề cử Oscar cho hạng mục phim nói tiếng nước ngoài này. Lần đầu có một đạo diễn Việt Nam đạt giải tại liên hoan phim Cannes và nhận tràng pháo tay 7 phút. Nhưng mà về Việt Nam thì mọi người có vẻ không quan tâm lắm. Tôi nghĩ một trong những lý do khiến mọi người không thích Muôn Vị Nhân Gian là vì tình tiết của nó chậm rãi và gần như không có cao trào. Nhưng mà đấy lại là phong cách làm phim của đạo diễn Trần Anh Hùng. Cơ bản thì theo tôi chú này cũng giống Thạch Lam ấy, nhưng mà thay vì viết truyện ngắn thì đi làm phim. Nội dung trong các bộ phim của chú Trần Anh Hùng thì đa số là truyện nhưng mà không có cốt truyện. Tức là thay vì tạo ra Avenger cộng một Thanos để chúng nó đi đấm nhau thì phim của chú Trần Anh Hùng chỉ là những câu chuyện nhẹ nhàng, có lúc không, được kể thông qua hình ảnh và các cử chỉ của nhân vật. Nói theo kiểu của phê phim thì nó là ngôn ngữ điện ảnh đấy. Một cách thường thấy trong ba bộ phim làm về Việt Nam của Trần Anh Hùng bao gồm là Mùi Đu Đủ Xanh này, Xích Lô và Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng là những người phụ nữ gội đầu. Họ gội đầu thì không chỉ để sạch gầu mà còn sạch cả tâm hồn, cột rửa hết những thứ xấu xa. Qua đó thì cũng thể hiện phần nào tính nữ của người phụ nữ. Bên cạnh đó thì còn có một câu chuyện ngoài lề khá hay là bộ phim chuyển thể tên là Rừng Na Uy của đạo diễn Trần Anh Hùng, cũng chính là bản chuyển thể duy nhất của tiểu thuyết này. Bởi vì khi mà các đạo diễn khác đến ngỏ lời chuyển thể thì tác giả tiểu thuyết là Murakami đều từ chối, nhưng mà đến Trần Anh Hùng thì lại bất ngờ nhận được sự đồng ý. Điều đấy cũng chứng tỏ phần nào tài năng của chú này trong việc làm phim. Chỉ là phim của chú Trần Anh Hùng thì toàn là phim nghệ thuật mà không phải là ai cũng thích và hiểu được nghệ thuật. Nên là đạo diễn tiếp theo sẽ quen thuộc hơn với đại chúng là chú Lê Hoàng, ông Hoàng phim thương mại. Nhiều người bảo là nếu mà phim của chú Lê Hoàng ra mắt trước Mì Ăn Liền thì Mì Ăn Liền sẽ được gọi là phim của Lê Hoàng. Một số tác phẩm nổi bật của đạo diễn Lê Hoàng có thể kể đến như là Vị Đáng Tình Yêu này, Nữ Tướng Cướp, Những Cô Gái Chân Dài, Gái Nhảy, Gái Nhảy 2. Chú này làm về gái khá nhiều đấy. À, có phim Trai Nhảy đấy. Chú Lê Hoàng là một trong những đạo diễn đầu tiên của Việt Nam đạt được mức doanh thu chục tỷ, cụ thể là 12 tỷ đồng vào năm 2013. Tính theo mức độ lạm phát thì tôi không biết là bao nhiêu nhưng mà nhiều phết đấy. Từ đó đến nay thì cũng gần 20 năm. Bây giờ thì người ta biết đến chú Lê Hoàng nhiều hơn ở những câu nói đạo lý trên show truyền hình. Ví dụ như là dạy phụ nữ cách chọn chồng, dạy phụ nữ cách giữ chồng, dạy phụ nữ cách bỏ chồng. Từ một đạo diễn với một bộ phim bạc tỷ thì bây giờ phim của chú Lê Hoàng lại phải rút khỏi rạp vì bị ép xuất chiếu. Thực ra thì có nhiều ý kiến cho rằng phong độ làm phim của đạo diễn Lê Hoàng chưa bao giờ tụt dốc, vẫn giữ nguyên một chất lượng từ những năm 2000. Nhưng bây giờ đã là 2024 rồi ấy. Kiểu giới trẻ không thích gái nhảy, họ thích mèo nhảy hơn. Nhiều người cho rằng là lối làm phim tư duy cũ kỹ này không phù hợp với thị hiếu thời đại đã khiến phim của đạo diễn Lê Hoàng bị đào thải. Giờ thì chúng ta đến với nhân vật tiếp theo cũng có thành tựu ngang ngửa với đạo diễn trên, nhưng mà về số lượng phim thương mại là Charlie Nguyễn, người mà làm phim thương mại nhưng mà hay hơn đạo diễn Lê Hoàng. Hầu hết phim của Charlie Nguyễn thì đều nổi tiếng ở một mức nhất định, nhưng mà để chỉ ra một số phim nổi bật nhất thì có thể kể đến như là Dòng Máu Anh Hùng này, phim combat siêu đỉnh bằng 10 cái phim kiếm hiệp Trung Quốc thời nay cộng lại nhân luôn. Bụi Đời Chợ Lớn theo tôi đánh giá là rất hay nhưng lại bị cấm chiếu. Bên cạnh mấy cái bộ phim toàn mấy người đấm vào mồm nhau thì Charlie Nguyễn còn có những bộ phim khác cũng toàn những người đấm vào mồm nhau nhưng mà theo kiểu khác, như là Để Mai Tính hay là Cưới Nghe Kẻo Lỡ. Đây là những bộ phim tình cảm, hài hước, có lúc không. Nói chung thì phim của đạo diễn Charlie Nguyễn rất là đa dạng thể loại và cũng rất đúng với tinh thần của một bộ phim thương mại, dễ xem, dễ hiểu, dễ hài, đánh nhau hay. Nói chung là không có quá nhiều thứ để chê với chú này. Nên là chúng ta sẽ chuyển sang đạo diễn tiếp theo, Nguyễn Quang Dũng. Cứ 10 phim bạn xem thì phải đến 11 phim có dấu răng của cái chú này. Dạo gần đây thì người ta biết đến đạo diễn Nguyễn Quang Dũng qua đạo diễn Trấn Thành nhiều hơn là qua bố ông, tức là nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Đạo diễn này thì có vẻ thích mấy cái đề tài gây tranh cãi, nên là trước khi Đất Rừng Phương Nam được ra mắt và gây tranh cãi về lịch sử thì Dạ Cổ Hoài Lang ra mắt trước đó vào năm 2017 cũng đã từng gây tranh cãi về lịch sử khi mà photoshop hình ảnh của bà Tống Mỹ Linh là phu nhân của Tưởng Giới Thạch làm ảnh thờ cho một nhân vật quá cố trong phim. Đoàn làm phim sau đó thì cũng đứng lên xin lỗi, nhưng mà về cái lỗi này thì chắc là John VN cũng không cứu được, nên là cũng suýt đi chân lạnh toát ấy. Đấy là những câu chuyện xoay quanh đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vào thời điểm hiện tại. Nhưng mà có thể bạn không biết là vào những năm đầu 2000 thì đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là người mà thế hệ 9X đầu 2K đều biết thông qua các series về thần chết, như kiểu là Nụ Hôn Thần Chết, Giải Cứu Thần Chết. Theo sau đó là những bộ phim chuyển thể remake từ khắp các đất nước trên thế giới. Hàn Quốc thì có Tháng Năm Rực Rỡ remake từ phim Sunny, tôi khuyên các bạn nên xem bản gốc. Italy thì có Tiệc Trăng Máu remake từ Perfect Stranger. Bộ phim được remake còn nhiều hơn cả số lần Quốc Ca Ý được bật. Chốt lại thì đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khá là hợp với drama theo cả hai nghĩa. Ok, từ nãy đến giờ thì cũng toàn nói về đạo diễn làm phim thương mại, thì bây giờ tôi sẽ chuyển sang một đạo diễn làm phim không thương mại lắm nhưng mà là nghệ thuật, Bùi Thạc Chuyên. Phim của chú này thì không có doanh thu triệu đô, tại vì nó thiếu đi một yếu tố mà phim Tết chắc chắn phải có là hài.
này, đa số các bộ phim của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đều gai góc và mang nặng tính hiện thực. Ví dụ như là bộ phim gần đây nhất được công chiếu là Cho Tàn Rực Rỡ, thì nói về những con người khổ sở với cuộc sống mưu sinh ở vùng sông nước Nam Bộ. Trong đó thì khổ nhất là người phụ nữ khi mà yêu nhầm mấy ông gia trưởng nhưng mà không lo được cho em. Màu sắc của Cho Tàn Rực Rỡ từ đầu đến cuối đều mang một nét buồn bi thương, cho dù lửa cháy nóng đến mấy cũng được làm dịu lại bằng sự lạnh lùng của lòng người. Đa số phim của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên là phim nghệ thuật, nhưng mà vào năm 2012 thì đạo diễn này lại cho ra mắt một bộ phim kinh dị khiến nhiều thanh niên không dám đi đái. Đó chính là Lời Nguyền Huyết Ngải đấy. Bộ phim này kể về cuộc phiêu lưu đầy sợ hãi của ba sinh viên trường đại học dược khi mà tình cờ khám phá ra một loại thắng. Một loại ngải chứ. Được luyện bằng máu người, đựng trong một chiếc hộp gỗ mang hình thân cây ở nhà giáo sư Hoàn Sinh. Đây có thể coi là bộ phim thương mại duy nhất trong sự nghiệp của Bùi Thạc Chuyên. Nói chung nhưng mà phim rất hay, các bạn có thể xem đi. Đạo diễn tiếp theo trong video này là Victor Vũ, người làm phim mà theo nhiều ý kiến là bị overrated hơn cả Trấn Thành. Victor Vũ là một đạo diễn người Mỹ gốc Việt, và vì học làm phim ở Mỹ nên là phong cách của đạo diễn này cũng rất là mang hơi hướng Hollywood hoặc là EC luôn. Thường thì các đạo diễn sẽ chỉ tập trung vào một vài thể loại nhất định, như ở phim của đạo diễn Lê Hoàng thì gây thất vọng, còn phim của Cuộc Đời Bạn thì tuyệt vọng. Nhưng mà riêng phim của Victor Vũ thì lại đa thể loại, nhiều nội dung, từ kinh dị này, thanh xuân rực rỡ đến cổ trang khiến người xem phải thốt lên là Ô bù, cá linh chi. Chào ni mô phong, ni yào phong mà a quá hai lộ. Phong phong tiền tiền tao chủ cho hồng nhân. Tuy nhiên thì các bộ phim của Victor Vũ đều có một đặc điểm chung là rất đẹp. Từ màu sắc đến khung cảnh, tất cả đều được làm chỉn chu. Cảm giác nếu tôi cắp đại một cảnh trong phim ra thì cũng có thể đem nó làm màn hình máy tính ấy. Xem phim của Victor Vũ ở trong rạp thì cũng giống Yêu Đương Bad Boy ấy. Chỉ đẹp thôi, chứ cũng không có nhiều ý nghĩa lắm. Nhưng mà ít ra nó còn đẹp. Thế nên là bây giờ tôi sẽ giới thiệu với bạn một đạo diễn làm phim mà không có cả hai cái trên. Đạo diễn Nhất Trung. Trước khi trở thành đạo diễn của cái phim zombie hay nhất mọi thời đại Cú Lao Sắc Sống, thì đạo diễn Nhất Trung từng là một ca sĩ với nhiều bản hit đình đám như là Trong Chóng Tình Yêu hay là Một Vòng Trái Đất đấy. Nhưng mà vào một khoảng thời gian nào đó mà tôi cũng không biết thì chú này đã đá sân sang làm đạo diễn một trong những bộ phim đáng chú ý, hoặc là ít nhất bạn cũng từng nghe qua của Nhất Trung là Cua Lại Vợ Bầu, Đôi Mắt Âm Dương, Gặp Lại Chị Bầu và siêu phẩm zombie hay nhất mọi thời đại sẵn sàng đá văng The Walking Dead ra chuồng gà là Cú Lao Sắc Sống. Thì chắc cũng không cần review gì về Cú Lao Sắc Sống nữa. Bạn gõ cái tên xong cộng tự trừ chê ra thì YouTube sẽ đề xuất cho bạn 1001 cái video xem từ giờ đến sáng mai không hết. Thực ra mà nói thì Cú Lao Sắc Sống nó không tệ đâu, mà là rất tệ. Cái số lượng lỗ hổng trong kịch bản chắc chắn là có thể trigger người mắc hội chứng sợ lỗ. Nhưng mà không sao, núi cao thì còn có núi cao hơn. Như cách mà kẹo con vượt qua đom đóm trong đường đua tới đáy xã hội, thì chúng ta có Phan Gia Nhật Linh, người bị chế meme nhiều thứ hai sau Trấn Thành. Đạo diễn này đã từng có một khoảng thời gian làm phê bình điện ảnh. Theo như những gì chú này đã từng chia sẻ thì việc tư duy như một nhà phê bình điện ảnh đã khiến bản thân không thể bắt đầu làm phim, cho đến khi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và Charlie Nguyễn xuất hiện là một cú hích để tạo ra bộ đông đạo diễn làm phim chuyển thể nhưng mà chê kịch bản gốc, sẵn sàng combat với cả người xem phim lẫn giới phê bình tại vì không hiểu được trình độ và tư duy của mình. Lúc đấy thì có rất nhiều meme theo kiểu là Phan Gia Nhật Linh có thể thấp nhưng mà bù lại được cái tôi cao, Trạng Tí do chú này chuyển thể thì từ thần đồng siêu trí tuệ thành thần đằng siêu ý ẹ. Thì cái bộ phim đấy đã nhận được cái sự tẩy chay nồng nhiệt từ người xem phim cũng như là giới chuyên môn. Nhưng mà không sao, là một người có chính kiến rõ ràng, năm 2022 thì Phan Gia Nhật Linh đã lại một lần nữa quay lại với siêu phẩm Em Và Trịnh, khiến bao weebu ngỡ ngàng khi mà ra rạp tại vì nội dung quá giống mấy bộ harem. Nhịp phim thì khá là chậm và rất nhiều shot quay dài khiến tôi tưởng như là mình đang ở chùa Ba Vàng học mấy khóa thiền định tĩnh tâm chấm khẩu nghiệp. Thực ra công tâm mà nói thì phim của chú này không tệ đến thế, tại vì hai bộ phim trước của nó của chú Phan Gia Nhật Linh là Em Là Bà Nội Của Anh và Cô Gái Đến Từ Quá Khứ đều khá ổn, thậm chí còn được nhận giải thưởng phim hay nhất do khán giả bình chọn tại Liên Hoan Phim Việt Nam. Và chú này có vẻ như là cũng biết vấn đề của mình là gì. Và bây giờ thì chúng ta đến với người cuối cùng trong danh sách, người hay được bảo là làm gì không làm mà đã đi làm phim, đó chính là đạo diễn MC Trấn Thành. Xuất thân là một MC hoặc là diễn viên hoặc là ca sĩ, rapper. Đen vô cũng thật chất ê, bao nhiêu người phải cùng hất ngay. Thì người đàn ông này có thể làm mọi việc và nhiều người lại bảo là không hiểu sao lại đi làm phim. Trong dịp Tết thì ngoài rạp chiếu phim, thứ duy nhất còn mở cửa là nhà bạn, mà về nhà thì không thể hẹn hò được, nên là các cặp đôi thường rủ nhau ra rạp. Thế là từ đó bắt đầu hình thành thói quen là cứ dịp Tết đến xuân về là các nhà làm phim lại nô nức kéo nhau ra rạp để làm phim Tết, từ hài nhảm cho đến nhảm thật, không thiếu một thứ gì cả. Hòa chung không khí đấy thì chúng ta có Trấn Thành và Bố Già. Đây là một cái phong cách làm phim thương mại mới, vô hạn suất chiếu, chiếm khung giờ vàng và dành lại mấy giờ quái thai cho các phim khác. Cũng từ đó thì phim của Trấn Thành làm chủ dịp Tết như là Bố Già, Nhà Bà Nữ cho đến mai, và không phim nào thì đạt dưới 100 tỷ. Nếu bạn hỏi tôi là phim của Trấn Thành có dễ xem không thì nó có dễ xem, tại vì không cần biết bạn là ai, bao nhiêu tuổi hay là có bố hay không có mẹ, BD hay suy chây hay là con người, thì sẽ rất có thể thấy đồng cảm với các nhân vật trong phim của Trấn Thành. Tại vì trong phim có rất nhiều kiếp người và ai cũng có thể tìm thấy
thấy một ai đấy để đồng cảm cùng ấy. Trung bình phim của đạo diễn Trấn Thành thì sẽ là các nhân vật gặp nhau, họ có vấn đề với nhau, họ chửi nhau, nói một chút đạo lý rồi đẩy câu chuyện lên cao. Và giải quyết như thế nào thì thôi, giải quyết khó quá thì tham skip. Nói chung là phim đúng kiểu thương mại dễ xem. Và đó là người cuối cùng trong cái danh sách này của chúng tôi đã tìm hiểu được. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.